Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và trong top những video lần trước thì tôi đã làm về rất nhiều những video về những dòng xe tải khác nhau. Nhưng mà tôi nhớ rằng là chưa có một video nào tôi nói về cái dòng Bắc Việt đời 2005-2006. Vậy thì hôm nay tôi làm một cái video nói về cái cách mà chúng ta lựa chọn những dòng xe Bắc Việt mà đời 2005-2006 này. Thì như đã hứa là cứ đủ top những con xe Bắc Việt, ví dụ từ 2005, 2006, 2007, 2008 và 2009 và 2010, 2011 thì hết cái dòng Bắc Việt thì tôi sẽ dừng lại. Và những top video lần trước thì tôi cũng đã có làm về những cái con xe Hyundai nhưng mà nó là xe nhập. Thì đối với dòng xe Bắc Việt thì nó có cái điều gì khác biệt với dòng xe nhập? Đó là xe Bắc Việt thì nội thất nó không đổi mùi và thùng bệ nó có khác với dòng xe nhập một chút. Và cái thứ hai là con xe nhập thì được sản xuất từ Hàn Quốc và xe Bắc Việt thì được sản xuất từ Việt Nam. Vậy thì đối với dòng xe Bắc Việt nó có những cái tiêu chí nào và nó có những cái điều gì, và để lựa chọn nó chúng ta phải cần lựa chọn những yếu tố nào? Thì xin kính thưa quý vị và các bạn và các anh chị, đó là nếu chúng ta muốn lựa chọn một con xe tốt để kinh doanh, để làm ăn và để đi trên đường nó may mắn và để kiếm được tiền mang về cho gia đình, thì chúng ta phải cần lựa chọn đó là tất cả những yếu tố. Thứ nhất là vỏ, hai là khung sườn, thứ ba đó là máy, thứ tư là nội thất, và thứ năm đó là thùng bệ và lốp. Một phần không thể thiếu nữa thì đó là có nhiều người cứ hỏi tôi là lựa chọn con xe thì lựa chọn những yếu tố nào. Thì xin kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, thì đó là chúng ta phải lựa chọn tổng thành cả một con xe nó tốt thì chúng ta mới có thể là kiếm ăn được. Thì một con xe mà nó tốt thì chúng ta sẽ mang được tiền về cho gia đình, cho vợ con, cho bố mẹ, cho anh em và cho những người thân. Nhưng nếu như con xe đó mà nó hoàn toàn nó không tốt thì nó sẽ gây lên rất nhiều những hệ lụy khác, đó là không kiếm được tiền, thì nó sẽ gia đình không hạnh phúc, thậm chí có thể là đánh nhau, thậm chí là có thể là nó hỏng xe trên đường thì nó bức xúc và chúng ta phải mất thêm tiền. Vậy thì chúng ta sẽ phải lựa chọn, phải kiểm tra và phải tham khảo, phải tìm hiểu không những là ở một nơi mà có rất nhiều nơi, và đặc biệt đó là chúng ta phải tìm đến những nơi nó uy tín. Và xin kính thưa quý vị, anh chị và các bạn nữa, là chúng ta phải tìm đến những nơi có khả năng bảo hành về chất lượng xe và có khả năng trả lại xe nhé. Đây là một trong những video mà rất nhiều lần, cũng có một vài lần tôi đã nói rồi, nhưng mà vừa rồi cũng có một vài anh chị đã kể tôi câu chuyện, đó là khi mua rồi nhưng mà không trả lại được thì bán hàng, đó là chúng ta gọi là phục vụ. Mà nếu để phục vụ được người khác thì chúng ta phải có chất lượng, có bảo hành. Đây là một câu chuyện mà tôi cũng cảm thấy, tôi cũng thấy đó là một cái thế giới di động họ áp dụng rất là hay, đó là hoàn toàn trong một năm có thể đổi trả. Nhưng mà đối với dòng xe ô tô thì không áp dụng thế này được, bởi vì là cái sản phẩm đổi trả của thằng thế giới di động nó là hoàn toàn mới, là một cái. Thứ hai là nó ít tiền, nhưng mà đối với dòng xe này chúng ta có thể là trả lại được, chúng ta có thể là đổi được, và trong vòng từ 3 cho đến 5 ngày, từ 1 cho đến 5 ngày thì đó là chúng ta phải làm được việc đó, chúng ta phải mua được những nơi người ta có bảo hành như vậy thì chúng ta mới mua hàng. Thì nhưng vừa rồi đấy, ở khi tôi đến cái dịch vụ của Viettel thì tôi mới làm việc này. Thì rất nhiều lần trước tôi cũng đã làm, nhưng mà khi tôi càng mua của đồ của thế giới di động thì tôi càng thấy cảm thấy rằng rất là hạnh phúc, vì có một lý do là tôi có thể trả lại đổi sản phẩm bất kỳ lúc nào. Khi tôi đến tôi đổi có hai lần thì không biết vì lý do gì đó mà nó không thể chạy được cái sạc của tôi mua cái chân sạc thôi. Vì vậy tôi cắm mà máy tôi nó không vào pin, và cái dây cũng vậy, và tôi hoàn toàn có thể mang lên thế giới di động và người ta chỉ kích số điện thoại lên và họ biết tên tôi và họ trả, tôi có thể đổi lại một cái sản phẩm khác hoàn toàn mới. Thì tôi thấy rằng là đây cũng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, bởi cái dịch vụ khách hàng của họ rất là tốt, cái tư duy của họ rất là tuyệt vời, và như vậy thì tôi cảm thấy rất là hài lòng. Và chính vì như vậy cho nên là tôi rất hay mua của thế giới di động, bất kỳ một cái sạc, một cái pin hoặc là một cái dây sạc tôi đều đến đấy tôi mua, vì có một lý do là tôi cảm thấy rằng như thế là người ta uy tín, và như thế thì mới là điều tuyệt vời. Và chính như vậy thì tôi cũng áp dụng như vậy, thì tôi cũng có thể đổi trả lại hàng trong khoảng từ 1 cho đến 3 đến 5 ngày, hoàn toàn có thể đổi trả được. Thì đó là một cái mà
tôi cũng rất là mong muốn là quý vị các bạn, nếu như để tránh bị mất tiền và để tránh mua phải những cái sản phẩm như vậy, thì chúng ta có tìm những chỗ uy tín nào nếu đổi trả được hàng thì là tốt nhất. Vậy thì đó là cái video tôi làm. Vậy chúng ta sẽ đi vào chi tiết để lựa chọn những dòng xe này như thế nào. Đây là câu chuyện của tôi thôi, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Xe Bắc Việt này thì quý vị các bạn nhìn đây, rất nhiều những video clip lần trước thì tôi đã làm rồi. Thì đối với những cái dòng xe như này thì thùng bệ nó hoàn toàn có đôi chút khác so với cái dòng xe nhập. Và đây là một con xe đời 2005, đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2007. Thì cái đèn của Bắc Việt nó hoàn toàn khác với cái đèn của cái dòng xe trong nước. À, cái dòng xe Bắc Việt nó khác với dòng xe nhập. Thì đây là hai cái những cái đèn của chúng ta. Nhìn đấy, thì thùng xăng nó lót rồi, bạt thì hoàn toàn mới. Vậy thì để lựa chọn những dòng xe nó như thế này thì quý vị anh chị và các bạn cũng có thể là lựa chọn hệ thống thành thùng. Đây là một con thùng bệ rất là tốt. Nhưng mà có một cái đặc thù đó là cái dòng xe này nó hoàn toàn là về tablo tabli thì hoàn toàn giống với dòng xe nhập, nhưng mà nội thất thì nó hoàn toàn không đổi mồi. Nội thất của nó là màu đen hoàn toàn. Đó. Thì chúng ta đã phải lựa chọn thân vỏ. Đấy. Lựa chọn cabin. Đèn. Về mặt cơ bản thì con xe Bắc Việt thì nó có một số chi tiết khác. Đây là một con xe màu xanh. Đó. Thì cái chúng ta lựa chọn những cái màu nó được những cái màu nó tốt thì chúng ta đi nó sẽ đỡ bẩn hơn. Cái thứ hai nữa, đó là chúng ta cũng phải lựa chọn hết những cái phần này. Thì quý vị các bạn thấy đây. Đây là một con xe mà nó bị chạm mất một tí cái phần trên này. Đó, thì cái chúng ta nhìn thử ngay hai cái đường kim, đường gân nó khác hoàn toàn so với những con xe mà không ấy, cái nóc. Đây là cái phần nóc. Tất nhiên là nó không có gì, nhưng do cái này là nó do nó bị chạm vào một cái cạnh nhà. Cho nên là như có những chỗ này nó bị mất một chút thì nó không sao. Nhưng mà đó, đây là chúng ta nhìn thấy đây. Toàn bộ những cái cột bản lề thì rất nhiều những lần trước tôi đã làm cho quý vị các bạn rồi. Là đó, chúng ta phải lựa chọn tất cả những cái từ nội thất trở đi. Đây là một con xe có điều hòa. Và hệ thống máy tôi cho các quý vị các bạn xem luôn. Thì chúng ta phải lựa chọn cái dòng này làm sao cho máy gầm nó thật tốt để chúng ta kinh doanh cho nó hiệu quả hơn. Thì chúng ta phải hiểu là đối với cái dòng xe này, yếu tố quan trọng nữa đó là máy. Nếu như máy tốt thì chúng ta về chúng ta chỉ việc đi thôi. Thì quý vị các bạn nhìn thấy đây. Đây là máy của con xe này. Đó. Thì máy nó tốt thì chúng ta về chúng ta chỉ việc đi kinh doanh, và chúng ta không phải sờ mò gì đến nó nữa cả. Đó. Máy đây. Đó. Thì đây là một con xe có điều hòa. Thì chúng ta chỉ cần nhìn thấy yếu tố như thế này là chúng ta đã biết có điều hòa hay không này. Đó. Cái dàn lạnh này. Cái dàn này là dàn lạnh. Đó. Đấy. Dàn này là dàn lạnh này. Đấy, cả cái dàn này là dàn lạnh chạy dọc bên kia. Và đây là hệ thống quạt gió làm mát. Thì thì đối với cái dòng máy này chúng ta phải lựa chọn con máy thật tốt. Bởi với dòng này bản chất của nó là dòng máy của nó, nếu như không về làm máy là mất khá tiền ngay. Với dòng máy này làm máy mất khoảng hơn chục triệu cơ. Nếu mà con nhiều thì làm mất khoảng 16-15 triệu, không thì khoảng 14 triệu. Cho nên là máy của nó phải tốt. Và điều hòa mát thì chúng ta chỉ phải kinh doanh thôi. Đây là con này là máy nó rất là tốt. Và cái thứ hai nữa là xe là cũng chủ cũng, đây là những con xe mà có khả năng giữ được thì nó như vậy. Cái thứ hai là chúng ta phải lựa chọn thêm nó là hệ thống sàn sóng. Đây, tôi chỉ cho quý vị các bạn biết đấy là hệ thống sàn sóng. Thì tất cả những con xe này lốp đạp đẹp hết cả một dàn, cả hai bên. Đây, tôi zoom cho quý vị các bạn này. Đây là lốp bên phụ. Đó. Thì mỗi một lựa chọn những con xe như thế này thì quý vị và các bạn lựa chọn được đỡ được dàn lốp là chúng ta đỡ được khá tiền rồi. Và chúng ta không phải những con xe này thì về chúng ta chỉ việc chạy thôi. Đó là những yếu tố mà xin chia sẻ với quý vị các bạn là chúng ta phải lựa chọn làm sao cho nó tốt nhất để chúng ta về chúng ta kinh doanh. Thì với giá tiền của con xe này thì nó chỉ không khoảng 155 triệu thôi. Tôi nói luôn giá, có nhiều bác cứ comment hỏi là sao không nói luôn giá đi.
thì đấy, giá nào của thị trường nó là như vậy. Đời 2005, đăng ký lần đầu 2007. Và máy gầm của nó đây. Các bạn biết là nếu mà số má và da và vỏ máy và vỏ số nó được như thế này thì là những con mà hoàn toàn là về da số máy của nó như vậy thì nó sẽ đỡ bị cào cấu, bị quẹt, sắt si. Chúng ta hoàn toàn không bị sơn lại đó. Thì là chủ như vậy thì chủ ít thì chúng ta để chúng ta về chúng ta kinh doanh và để chúng ta làm ăn. Một trong những yếu tố mà tôi xin chia sẻ với quý vị các bạn là nếu như xe công cụ, tôi nói về rất nhiều về điều này rồi, nếu mà công cụ kinh doanh của chúng ta tốt, chiến lược của chúng ta tốt, cộng với cái thứ hai, cái độ nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ. Chúng ta có độ nhiệt tình tốt và công cụ tốt, chiến lược kinh doanh tốt và không ngại khó, ngại khổ, cộng với hàng ngày, mỗi một ngày tiến lên 1%, như vậy hàng ngày chúng ta đều tiến lên thì cuộc sống của chúng ta sẽ được cải thiện và gia đình chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Đó là những yếu tố mà tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Và tôi cũng có để số điện thoại bên dưới, nếu quý vị và các bạn mà mong muốn tôi tư vấn điều gì thì có thể gọi điện cho tôi từ lúc 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa và từ lúc 2 giờ chiều cho đến lúc 7 giờ tối. Và trong khoảng thời gian tôi không làm việc thì tôi sẽ thời gian đó thì tôi sẽ tư vấn cho hoàn toàn quý vị và các bạn hoàn toàn miễn phí. Cái thứ hai là nếu quý vị mà cảm thấy có ý tưởng nào hay thì hãy comment ở bên dưới và tôi dựa vào ý tưởng của quý vị tôi sẽ làm về những dòng xe khác nhau. Cái thứ hai nữa là nếu quý vị thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh, comment và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và tôi có thêm một trang fanpage đó là ô tô Lê Mạnh và ô tô Lê Mạnh.com. Quý vị có thể vào đó điền vào những cái form và bên trong đó sẽ có một vài những đường link rất là tuyệt vời để gửi cho quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn và chúc quý vị các bạn một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những clip lần sau. Xin chào.